Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phát triển du lịch Quảng Ninh năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 350 đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, chuyên gia kinh tế du lịch trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, thời gian qua, nhờ tích cực chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh theo hướng bền vững, dựa vào ba trụ cột thiên nhiên, con người, văn hóa, kết hợp với tận dụng xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập, cơ hội của cuộc cách mạng lần thứ tư, Quảng Ninh thực hiện thành công ba đột phá chiến lược, bứt phá phát triển và hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược hiện đại, liên thông tổng thể, đường bộ, đường cao tốc, cảng hàng không, cảng tàu khách quốc tế, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, cao tốc Vân Đồn Móng Cái, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Tuần Châu, Ao Tiên không chỉ là những công trình giao thông hiện đại vào loại bậc nhất ở Việt Nam, mang đẳng cấp quốc tế, mở ra dư địa và không gian phát triển mới cho nhiều ngành kinh tế, nhất là du lịch, mà còn chính là sản phẩm du lịch được yêu thích. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao từ các giá trị khác biệt thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Thẳng thắn nhìn nhận tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, đứng trước cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen của các xu hướng du lịch mới trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, đồng chí khẳng định tỉnh Quảng Ninh kiên trì nhất quán thực hiện chủ trương phát triển du lịch bền vững và bao trùm trên nền tảng tăng trưởng xanh là yêu cầu xuyên suốt trong các chính sách, chiến lược, quy hoạch, tiếp tục tập trung củng cố vị thế là đầu tàu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế, trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ khi đến Việt Nam. Du lịch Quảng Ninh có đầy đủ các sản phẩm du lịch chất lượng cao, thương hiệu mạnh với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch thể thao, giải trí, du lịch văn hóa, du lịch lịch sử tâm linh, du lịch hội thảo, du lịch biên giới, du lịch sinh thái cộng đồng. Quảng Ninh, Hạ Long trở thành điểm đến hấp dẫn, là thiên đường nghỉ dưỡng biển mới của thế giới. Khẳng định vị thế điểm đến cạnh tranh toàn cầu theo định hướng tại Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối với khu vực và thế giới. Tỉnh Quảng Ninh hoan nghênh và cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị, mang tới cho du khách sự an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự chủ động tích cực của Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc về du lịch vừa qua. Để tiếp tục thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển trong năm nay và cả giai đoạn sắp tới, Quảng Ninh cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng đẩy mạnh kết nối vùng miền, kết nối với cả nước và kết nối với khu vực, đảm bảo đồng bộ liên kết giữa ngành du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch gắn với phát triển xanh bền vững, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch đa dạng, chất lượng, khả năng cạnh tranh cao, phát triển sản phẩm quảng bá xúc tiến du lịch chuyên nghiệp hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình kết quả hoạt động của du lịch Quảng Ninh năm 2022, nhận diện cơ hội mới và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch thời gian tới. Để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, trong đó 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, các ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút thị trường khách nội địa và quốc tế, tận dụng cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại cho phát triển du lịch, công tác quảng bá xúc tiến, định hình sản phẩm du lịch chất lượng có thương hiệu mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động du lịch cũng được đặc biệt quan tâm. Yếu tố thiếu ở đây là thiếu các cơ sở lưu trú đẳng cấp chất lượng cao, có thể đón được những du khách gọi là giới giàu, siêu giàu, khách khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Đấy, về cái tiềm năng dư địa của chúng ta rất là lớn, đấy, nhưng mà chúng ta chưa đầu tư được để nó xứng tầm với cái di sản thế giới, xứng tầm với Vịnh Hạ Long, xứng tầm với Bái Tử Long. Đấy là những cái khu vực mà chúng ta hoàn toàn có các cái khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới. Tận dụng ngay, đưa vào triển khai ngay, áp dụng ngay các cái nền tảng số tầm quốc gia mà Tổng cục Du lịch đã phát triển để sử dụng trên toàn quốc chứ không chỉ đối với Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh và đặc biệt là Hạ Long thì bây giờ đã là một điểm đến rất nổi tiếng thế giới rồi, thu hút rất nhiều khách quốc tế. Để tiếp tục phát huy điều này thì tôi nghĩ rằng là các bạn phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Ví dụ như là hiện tại, phần lớn du khách Hàn Quốc đến với Hạ Long thì đều ở độ tuổi khoảng
khoảng từ 40 tuổi trở lên. Nếu như mà các bạn muốn thu hút được dòng khách trẻ hơn ở độ tuổi 20 hay 30 tuổi, thì có lẽ là cần phải có thêm những sản phẩm du lịch hiện đại hơn, gắn với hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật. Hội nghị cũng công bố 38 sản phẩm du lịch biên giới, sinh thái cộng đồng, du lịch biên giới và 4 khách sạn, khu nghỉ dưỡng mới sẽ được khai thác trong năm nay. Đồng thời tổ chức 136 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại để kích cầu du lịch. Hứa hẹn một năm du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc với những dấu ấn mới mẻ. Sản phẩm du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh là một trong những cái điều mà đối với đơn vị lữ hành chúng tôi đặc biệt quan tâm và cảm thấy rằng là rất là vui mừng. Đây là cái động lực rất là lớn để lữ hành chúng tôi ngay lập tức xây dựng những sản phẩm mới để hút khách quay trở lại. Phát huy sức mạnh liên kết thúc đẩy du lịch phát triển. Tại hội nghị, các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai đã ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2025. Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Ninh Bình, Cần Thơ, Hải Dương, Sơn La và Gia Lai ký cam kết hợp tác du lịch. Sở Du lịch Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch và một số doanh nghiệp du lịch cũng ký kết thỏa thuận về chuyển đổi số. Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, những ý kiến đóng góp gợi mở tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng để Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với thế mạnh của các địa phương trên địa bàn tỉnh, khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch, cơ cấu lại ngành du lịch, thị trường khách quốc tế, khai thác có hiệu quả các nguồn khách đến Quảng Ninh hướng đến chất lượng cao, chú trọng liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch, đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch, tăng cường xúc tiến quảng bá kích cầu để du lịch Quảng Ninh không chỉ đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển trong năm 2023, mà còn là tiền đề phát triển thật sự bền vững cho các năm tiếp theo, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Ninh là trung tâm du lịch kết nối với khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của du lịch Việt Nam.